em chần chừ mãi đi làm, không có thời gian, em nghĩ là nó cũng bình thường nên em mới không đi khám. Chứ còn nếu mà tìm hiểu ấy thì em sẽ đi khám ngay khi phát hiện ra. Theo thống kê của GlobalCan năm 2020, nước ta có gần 183.000 số ca mắc mới ung thư, trong đó ung thư vú là 21.555 người mắc, chiếm tỷ lệ 11,8%. Ngoài ra, cũng trong năm 2020, Việt Nam ghi nhận hơn 9.345 trường hợp tử vong vì căn bệnh này. Trong đó, việc khám tầm soát ung thư vú đã trở thành mối quan tâm của nhiều chị em phụ nữ. Đầu tiên, các bác sĩ sẽ thực hiện khám lâm sàng, tư vấn giải thích cho người bệnh. Bác sĩ sẽ hỏi các thông tin người bệnh về tuổi, tình trạng sức khỏe, chu kỳ kinh nguyệt, các triệu chứng hiện tại, bệnh sử cá nhân và gia đình nhằm đánh giá nguy cơ mắc bệnh. Sau đó sẽ tiến hành khám lâm sàng, phát hiện các biểu hiện, dấu hiệu của bệnh. Sau khi khám lâm sàng, các bác sĩ có thể chỉ định xét nghiệm máu, chụp X-quang, siêu âm tuyến vú để phát hiện các tổn thương bất thường. Trong một số trường hợp, người bệnh có thể được chỉ định chụp MRI vú để chẩn đoán. Cái trường hợp mà đi khám sàng lọc ung thư vú là phát hiện ra được cả cái khối u ở vú chỉ trên phim chụp tuyến vú, mà ngay cả lúc đó khi mình khám lâm sàng mình cũng không phát hiện ra được khối u. Với những cái trường hợp đó thì phẫu thuật cũng rất là tối thiểu đấy, và nó cũng đem lại những cái hiệu quả về mặt thẩm mỹ. Nếu phát hiện bất thường, bác sĩ có thể chỉ định chọc hút tế bào bằng kim nhỏ. Đây là phương pháp bước đầu xác định xem có tế bào ác tính hay không. Ngoài ra, một số người bệnh có thể được yêu cầu sinh thiết để chẩn đoán chính xác bệnh. Để phòng ngừa ung thư vú hiệu quả, các chuyên gia bệnh viện ca cho rằng các chị em nên chủ động lắng nghe cơ thể của mình. Từ khám vú tại nhà hàng tháng hoặc đến khám tầm soát ung thư vú theo định kỳ 6 tháng một lần, đặc biệt là với các chị em độ tuổi ngoài 40. Ung thư vú được điều trị với phác đồ đa mô thức bao gồm phẫu thuật, hóa trị, xạ trị, điều trị đích. Trong đó phẫu thuật luôn có vai trò tối quan trọng, mang tính triệt căn trong ung thư vú. Sau phẫu thuật, việc tập luyện phục hồi với người bệnh cũng được quan tâm. Dưới đây là bài tập để chị em có thể tập nhẹ nhàng ngay sau phẫu thuật vú. Tại bệnh viện ca, trong nhiều năm trở lại đây, thì bên cạnh cái việc áp dụng các cái thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến để mà điều trị khỏi cho người bệnh, thì chúng tôi cũng rất chú trọng đến việc áp dụng các kỹ thuật mới để mà làm giảm thiểu các cái tác dụng phụ không mong muốn sau điều trị phẫu thuật. Ví dụ như là tê bì, khó vận động hoặc là phù bạch huyết. Và trên thực tế, các bệnh nhân sau khi mà được hướng dẫn thực hiện các cái động tác tập tay đều đặn và chuẩn xác thì đã giúp làm tăng cường cái chất lượng sống, chất lượng điều trị và hạn chế các cái tác dụng phụ không mong muốn sau phẫu thuật. Đầu tiên là động tác thở, từ từ hít thở vào, phồng bụng lên, thở ra. Xẹp bụng xuống, em đẩy hết hơi thở ra. Ở động tác này ta nằm 5 đến 7 nhịp. Thứ hai là ta gập khuỷu tay, em từ từ gập vào. Ở động tác này ta nằm 5 đến 7 nhịp. Sau đó động tác gập khuỷu, cánh tay mình vẫn để im, khớp vai vẫn giữ nguyên nha. Từ từ gập khớp khuỷu vào. Đến khi nào thấy căng thì ta dừng lại. Tiếp theo đến động tác của khớp vai, giang khớp vai, đưa xuống. Ở động tác này ta nằm 5 đến 7 nhịp. Từ động tác giang này, em từ từ đưa qua, giữ vài giây, trở về vị trí ban đầu. Động tác tiếp theo, từ từ đưa lên, trở về vị trí ban đầu, đưa xuống. Động tác tiếp theo, em đưa cả tay lên, hai tay đan sau gáy, từ từ đưa hai khuỷu tay sát nhau, bàn tay vẫn đan sau gáy, đưa ra, mở khớp vai, hai tay đan đi trước, từ từ đưa lên, khi thấy căng thì ta dừng lại, rồi từ từ hạ xuống, hạ xuống. Ở động tác tiếp theo, để hai tay vào đùi, vai vẫn cố định. Em từ từ đưa lại, chủ yếu là đưa khớp vai về phía sau. Để như thế này. Đúng rồi, làm rất chậm. Động tác tiếp theo, em đưa hai tay lên. Đưa lên, khi căng thì dừng lại. Hạ xuống. Sau 5 đến 7 nhịp, ta trở về vị trí ban đầu. Đây là động tác gập duỗi khớp vai.
Rồi, em đứng cách tường khoảng 15cm. Hai tay đặt tường và từ từ trườn lên. Cử động cả các khớp nhỏ. Rồi từ từ trườn xuống dưới. Ở động tác này, em làm 5 đến 7 nhịp. Tiếp theo là động tác giang áp khớp vai. Em đứng song song với tường. Tay đặt xuống. Từ từ trườn lên trên. Rồi hạ xuống. Làm rất chậm. Chậm rồi. Dưới sự hướng dẫn tận tình và chu đáo của bác sĩ thì mình vừa mới tập xong bài tập dành cho các bệnh nhân ung thư vú. Và mình cảm thấy là bài tập này rất là nhẹ nhàng và phù hợp với những bệnh nhân ung thư vú sau mổ khoảng một thời gian ngắn như mình. Và mình mong rằng mọi người hãy tích cực tập luyện theo bài tập này để trang bị cho mình một sức khỏe tốt nhất. Và đối với những bệnh nhân sau mổ khoảng 2 tuần hoặc là có những phương pháp can thiệp điều trị khác thì có thể là trao đổi riêng với bác sĩ để có cho mình những bài tập riêng phù hợp với sức khỏe của mình.